Chào mừng tất cả anh chị em đã đến với kênh YouTube của Health Coach Emma Phạm Kitchen, chuyên tư vấn hướng dẫn anh chị em mình chế độ ăn uống làm sao để cải thiện chữa lành các vấn đề về sức khỏe của chúng ta. Thì hiện tại kênh YouTube của Emma đã có rất nhiều những cái công thức món ăn chế biến để cải thiện chữa lành và có rất nhiều các thử thách để cho mọi người tham gia. Mọi người nhớ đăng ký kênh YouTube Emma Phạm Kitchen để nhận được các video đăng thường xuyên nhé. Ví dụ như thử thách uống nước ép cần tây ở buổi sáng này, thử thách các món cháo dinh dưỡng ăn để khỏe này, hay là thử thách 2 ngày ăn xanh này, hay là thử thách 7 bữa sáng thanh lọc gan này, hay là học làm nước ép hoặc là học về Eat Clean Online. Tất cả các thông tin đều có ở trên kênh YouTube Emma Phạm Kitchen. Mọi người nhớ chịu khó xem các video để áp dụng cho cả gia đình mình nhé. Xin chào cả nhà, mình đã đến với kênh YouTube của Health Coach Emma Phạm Kitchen, chuyên hướng dẫn anh chị em mình chế độ ăn uống để phòng ngừa, cải thiện và chữa lành các vấn đề về sức khỏe. Và đây là cái chuỗi ngày chúng ta tham gia cái thử thách ăn trưa healthy, ăn làm sao để không buồn ngủ, đúng không ạ? Bữa trưa giàu năng lượng. Tiếp tục cái chuỗi thử thách ngày hôm nay của chúng ta sẽ gồm có những cái rau củ sau. Không biết là chị em có đói không, em bây giờ đang rất là đói đây. Cho nên là rất là nhanh nhá. Một nắm rau mầm, em đang dùng cái loại rau mầm màu tím này rất là tốt chống lão hóa này. Đấy. Một chút quả cà chua bi hàm lượng vitamin A rất là nhiều, một chút ớt ngọt, đấy là những cái rau truyền thống em hay ăn lắm, cho nên là tủ lạnh lúc nào cũng có. Cà chua bi, ớt ngọt, một nắm rau cải keo, ăn salad rất là ngon rau cải keo. Một nắm rau spinach và một chút quả bơ. Đấy, cái món salad của chúng ta. Mọi người thấy là xanh đỏ tím vàng chưa? Bây giờ mình sẽ cho vào cái bát để mình trang trí nhá. Trời ơi, em đang rất là đói. Đói nhưng mà vẫn phải quay cái bộ phim này để tham gia cái thử thách cùng tất cả mọi người. Cái chuỗi thử thách ăn xanh healthy, ăn trưa healthy, ăn làm sao mà có nhiều năng lượng không buồn ngủ, đúng không ạ? Mình cho bốn xung quanh này nhìn cho nó đẹp mắt. Đấy, chia đều nó ra, xanh đỏ tím vàng cho nó đẹp mắt. Đấy. Và đây những cái bữa ăn này rất là tốt dành cho tất cả những người giả sử những ai có vấn đề về bệnh lý, bệnh gan, bệnh ung thư, bệnh tiểu đường, các vấn đề bệnh lý chúng ta ăn kiểu này. Và những ai mà muốn cải thiện làm da rẻ, ăn làm sao hạn chế bệnh tật đấy, thì ăn kiểu này. Mỗi ngày chúng ta ít nhất là một bữa ăn salad như này, chúng ta sẽ thấy cái hệ tiêu hóa của chúng ta cải thiện hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Hôm nay là anh chị em mình đã sang đến cái ngày thứ mấy rồi nhờ của thử thách ăn chay bữa trưa ăn healthy rồi đấy, thì mọi người đã thấy cái tiêu hóa mình cải thiện tốt hơn không, đúng không? Đấy. Bây giờ mình cho thêm một quả bơ ở đây. Trang trí, mình cũng phải trang trí cho đẹp mắt, ăn là phải trang trí cho đẹp mắt. Những ai mà theo kênh YouTube của Health Coach Emma Phạm Kitchen mọi thấy là món ăn vừa ngon, đơn giản, nhanh mà lại còn đẹp mắt, đúng không ạ? Mình cho nó như thế này nhá. Emma sẽ dùng một chút cái rau bắp cải muối chua kiểu của Đức này, nó rất là tốt cho cái hệ tiêu hóa. Nếu như ai không có rau cải muối chua kiểu của Đức gọi là sauerkraut ấy, nó làm đơn giản lắm, nhưng hôm nay em có thời gian em hướng dẫn mọi người. Thì chúng ta có thể dùng cái kim chi của mình nhá. Bởi vì cái rau cải muối chua này nó rất là tốt cho hệ tiêu hóa và đường ruột. Và các bữa ăn salad của chúng ta có một chút đồ ăn muối chua như này thì đường tiêu hóa của chúng ta nó dễ dàng hơn, nó không cảm thấy hiện tượng bị táo bón. Đấy ạ. Thế mọi người nhớ nhá, mình cho khoảng một phần nữa vào đây. Rồi. Nhìn hấp dẫn chưa? Cái bắp cải muối chua ở bên Đức này ngon lắm cả nhà ơi. Đơn giản lắm, chỉ là bắp cải xong mình bóp với muối, xong mình để một chút muối, xong mình để cho nó chua lên thôi mà. Họ làm rất là đơn giản. Đối với chị em mang đi làm thì chúng ta có thể để chuẩn bị sẵn như này. Xong cho vào cái hộp mang đến cơ quan ăn, rắc một chút muối hồng thế thôi. Nếu ai nhưng mà em không ăn mặn quá, bởi vì cái bắp cải muối chua nó cũng có vị muối rồi. Nếu ai mà thích cho dùng dầu ô liu thì cho một chút dùng dầu ô liu ở đây. Đấy, nếu mà ai muốn giảm cân mà hạn chế dầu thì không cho dầu, tùy theo mỗi người, mỗi một cách khác nhau. Cho một chút giấm táo. Đấy là cái hôm nào mà ăn salad thần tốc ấy. Đấy, chúng ta không cần quá nhiều. Cho một chút giấm táo nữa. Hoặc là dùng cái nước của rau cải muối chua vào cũng rất là ngon, như em mà cho giấm táo. Hoặc là dùng chút cải muối chua. Đấy, càng đơn giản càng tốt mọi người, đừng càng phức tạp quá nhé. Và bây giờ nếu như chúng ta muốn cho thêm một chút chất béo, một chút protein nữa từ các loại rau củ thì chúng ta cho thêm một chút hạt. Một góc này của chúng ta là hạt điều. Đấy. Đã có xong một bữa ăn trưa nhanh gọn nhẹ, mọi người nhìn thấy Emma trang trí cái món salad nhìn hấp dẫn không? Thì đây là một trong những món ăn cho cái thử thách ăn bữa ăn trưa healthy, ăn giàu năng lượng, ăn cảm thấy người không mệt mỏi, tốt cho hệ tiêu hóa, tốt cho sức khỏe. Thì rất là mong nghe cảm nhận của anh chị em mình gửi về trong nhóm ăn chay healthy hay là nhóm detox, trẻ hóa làn da hay nhóm eat clean nhé. Chúc cả nhà mình sức khỏe, bây giờ Emma sẽ đi ăn đây, đói rồi. Chúc nữa mình ăn mình trộn đều lên nhé. Rồi, mời cả nhà.